tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh của Jessie ở Sydney. Trong video này mình sẽ dẫn các bạn đi lên city chơi. Hôm nay mình sẽ đi Central. Mình sẽ đến nơi gọi là Central Park. Mình sẽ có đi bus và đi train để tới nơi đó. Mình sẽ show cho các bạn thấy khung cảnh của station ở Sydney như thế nào. Chỉ là một góc nhỏ của station thôi. Và mình sẽ show cho các bạn cái nơi hôm nay mình sẽ đi. Let's go. Hiện tại thì mình đang ngồi trong train để đi tới Central. Đây là một góc nhỏ ở trong train. Còn đây là Central Station. This train will stop at Central. Central là trung tâm của thành phố Sydney, nên ở Central Station sẽ rất là đông đúc, tại vì mỗi chuyến đi khắp Sydney đều phải qua Central. Và Central là station lớn nhất và đông đảo nhất. Có sử dụng một cái card, cái đó gọi là Opal card. Bạn có thể bỏ tiền vào và sử dụng nó để đi trên những phương tiện giao thông công cộng ở trên Sydney. Và nhưng mà hiện tại bây giờ là bạn có thể dùng cái card Visa hoặc là thẻ ngân hàng của bạn để tap và tính phí thay vì cái card này. Các bạn có thể thấy cái này. Nếu bạn muốn quăng qua đường thì bạn phải bấm. Nhưng mà hôm nay tại vì Covid nên là người ta không cho mình bấm. Nó sẽ tự động, gọi là automatic. Đấy, mình sẽ đi qua đường. Sau khi mình ăn uống nana thì mình đã ra phía ngoài để mình đi tham quan cái Central Park này như thế nào. Thì ở đây mình thể thấy thì những nhà hàng, cửa tiệm thì nó san sát với nhau. Và có rất là nhiều màu ở này. Mùa xuân đúng là đã trở lại rồi. Hôm nay mình đi quay thì trời khá là mưa và trời rất là đen. Nhưng mà ở đây mình thấy rất là rực rỡ. Trong phải rực rỡ. Yeah, và trong này mình đã thử một cái quán donut. Các bạn thấy bên tay phải mình có thử cái donut ở đó. Khá là ngon và có rất là nhiều flavor trong này. Mình đã mua cái gọi cái purple tan ở bên này. Và ở phía ngoài của cái quán donut này có một cái góc nhỏ để mình có thể chụp hình selfie. Yeah.
trên đường để đi về lại Central Station. Và các tram đường này. Thank you tất cả mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích thì các bạn sẽ like hoặc là comment hoặc là subscribe kênh channel của mình để đón xem tập tiếp theo. Mình sẽ dẫn các bạn đi đâu nữa hoặc là cuộc sống Úc như thế nào. Cảm ơn các bạn. Bye.